rồi. Hello, xin phúc. Bích kể phúc rồi. Thầy chào các em. Hôm nay là chào chào thầy. thầy. Hôm nay là bữa Này. cuối cùng của năm học nên là thầy muốn công bố điểm cho các em nha. Lớp trưởng ơi, đọc điểm Dạ. cho mấy bạn, đọc điểm cho mấy bạn đi em. Dạ ok thầy. Mọi người im lặng để tôi đọc điểm nè. Mọi người nghe nha. Vô nè. Mai Trân 9, Kiều Anh 7, Lan Anh 9, Minh Thông 10, Minh Ngọc 7, Đức Duy 8, Yến My 5, Ngọc Diệp 6, Huỳnh Như không có bài. Ok rồi đó mọi người. Trời ơi, vui quá à. Không ủa 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 trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Mọi người giỏi vậy. Mọi người không muốn không học bài. Ôi. Nhanh thôi mọi người ơi. Mừng quá mọi người. Mọi người. Đen lỏng rồi. Rồi, vậy ra giờ hẹn ở phòng ta. Đi ok ăn mọi đi người. Trời ơi, vui quá mọi người, học xong cuối cùng cũng học xong hôm nay mệt quá. Đi ăn ngủ đúng thôi. Ủa mọi người. Gì vậy? Lớp đang vui mà tự nhiên ủa vậy nhưng mà bà. Thầy ơi, có gì tự nhiên ơi, thầy ơi, hình như lớp em có vài bạn có một số vấn đề muốn hỏi về điểm của mấy bạn á thầy. Hình như là lúc bà thi mấy bạn bị trục trặc hay sao á thầy ơi. Trời trời, không xong rồi thầy ơi, em có ý kiến là cái bài của em hôm hổm là nó có vấn đề, tại cái đường truyền nó hơi yếu. Em nộp nó cứ quay vòng như nè. Xong rồi nhưng mà em cứ tưởng là nộp rồi, ai dè tội nghiệp giờ quá, không có bài thôi trời, là không có bài em cũng không biết luôn thầy. Rồi em hỏi thầy là sao mà thầy tổng hợp bài mà không có, thầy xong báo em trước rằng em biết bây giờ thầy nói điểm, trời em sốc quá thầy ơi, thầy xem giùm em. Em nghiệp thấy cũng tội mà thôi, cũng kệ bạn đi mọi người. Biết sao giờ? Chơi kỳ vậy. Bạn xu vậy thầy ơi. Bây giờ ngày thi hồi bữa là nhà em cũng bị cúp điện, tự nhiên cái mưa xong là nó nổ cái bình điện một cái bùm một cái là cúp điện, mà bây giờ cái wifi của em thì phải có điện nó xài được, xong rồi cúp điện là coi như mất wifi, mà em thì cũng không có xài cái mạng di động, mạng 3G 4G gì hết trơn, cho nên là em vô trễ đó thầy. Rồi mà biết là em như vậy nếu mà xin làm lại thì cũng không có được, mà nếu như mà thầy chấp nhận thì thầy có thể cho em xin làm lại được không thầy, một mình em thôi chứ không có để có lớp phải làm em nữa thầy ơi, thầy ơi Quỳnh Như nữa thầy. Dạ em với Đại Như. Ủa vậy hả, mà thôi gác đi mấy bà ơi, thi thì thi mình lên mấy bà chứ ai trong lớp ai gánh đâu thi hoài, vì một số ai gánh thì lập thể chắc mấy bà ơi, ai gánh đâu trời ơi. Mà mấy bà ơi, ai gánh mà cứ bi hoài mấy tuần đó mới thi. Bà không chuẩn bị đăng ký mạng chi rồi vậy mấy bà ơi, chuyện do mình không chuẩn bị chứ tôi muốn thầy coi giùm em không có thể góp này được chờ thầy không chết có số phú quý giật giật đi ui rồi. Dạ, ơi, nếu như mà thầy không chấp nhận thì em sẽ lấy cái điểm này luôn và em sẽ rút kinh nghiệm lần sau, em sẽ nói mọi người. Thầy nói coi tụi bay. Rồi bây giờ trật tự đi, có nghe thầy nói không? Dạ bây có giờ, nghe thầy ơi. Thầy sẽ nghe thầy ơi, trời em nghe nãy giờ luôn á, em thầy nói đi ạ. À. Đầu tiên thầy sẽ lên hệ thống. Thầy sẽ coi lại những cái bài của mấy em đã nộp rồi nhưng mà do một số trục trặc của kỹ thuật của máy tính nên là nó chấm sai cho mấy em. Thì thầy sẽ coi lại phần đó, và thứ hai là thầy sẽ tạo ra một số cái hoạt động ngoại khóa để cho mấy em làm thực hiện để mấy em tăng điểm thêm. Dạ. Lớp trưởng dạ, có ý kiến thầy. Không lớp trưởng? Dạ không thầy ơi. Ủa thầy dạ, ơi em cho anh coi lại hỏi không thầy. Bà Lan Anh có ý kiến thầy ơi. Lan Anh. Ủa thầy ơi, thầy nếu mà vậy á thì đâu có công bằng với tụi em đâu thầy. Ủa, tự nhiên cái vậy à thầy. Tự nhiên em cậy đủ điểm qua vậy rồi. Sao cái sao mà công đúng rồi đó thầy. Tôi đúng rồi thầy ơi, em biết cả trả 3-4 tuần. Tại do mấy bạn không chuẩn bị trước đó thầy ơi. Mấy bạn sao em vậy thầy ơi. Thôi mấy bạn đừng nói vậy nữa, tôi buồn quá thầy ơi. Bây giờ mấy em 7-8-9 điểm không chịu phải không? Giờ tôi trừ xuống là 4-5 điểm nha. Thầy thôi
Ủa tụi em cũng thôi hả? Sao vậy? Thôi thầy ơi. Thôi lỡ miệng nói có chút xíu một bài chết thầy. Trời ơi. Tôi đúng hổ luôn các bạn. Mình phải tạo điều kiện cho có những bạn thấp gì điểm đâu. Nghe mấy em. Ôi thầy ơi, mấy bạn nào thấp điểm nên mấy bạn tự thi lại đi thầy ơi. Ôi thi ghi nè thầy ơi. Ước gì thầy cho đề ghi thi. Ừ. Đề khác nha thầy, đừng đề cũ. Để cho khó lên nha thầy. Cho khó khó chút nha thầy. Thầy cũng trả lời đi thầy. Trả lời đi thầy ơi. Thầy giải quyết vấn đề đi thầy. Thầy. Alo, thầy nói gì đi ạ? Nghe thầy. Chuyện xưa của em thầy là em không có chấp nhận được cái chuyện thầy đâu thầy. Em không có chấp nhận cái chuyện mà phải làm chung đâu đó thầy. Bây giờ thầy sẽ giải quyết từng bạn một, với đó, đặc biệt là thầy sẽ giải quyết những bạn mà điểm thấp trước tiên. Dạ. Thì cũng như thầy nói thì thầy sẽ tạo cho mấy bạn một cơ hội là để kiếm điểm cộng thêm cho cái phần bài làm của mình. Dạ rồi, tiếp cảm ơn thầy. Dạ thầy nói gì em nghe cũng được đó thầy. Mấy bạn điểm cao có ý kiến gì không? Được, dạ không thầy, thầy ơi. Thầy phải hỏi mấy bạn điểm cao có ý kiến gì không? Mấy bạn hỏi lớp trưởng nó phó mặt kìa thầy. Lớp trưởng nó phó mặt kìa thầy. Mấy bạn 10 điểm có khiếu nại gì không? Tôi cho lên 11 điểm luôn. Cái gì khổ quá. Thầy ơi, điểm tới được rồi, đủ sống. Vui vẻ quá hôm được rồi mấy bạn ơi. Đúng rồi, đủ thầy ơi. Anh em ngon bữa ăn. Máy đỉnh, máy đỉnh. Dạ, máy đỉnh, máy đỉnh. Okay. Đỉnh, đỉnh, đỉnh. Thầy theo ý kiến của thầy he. Thầy chốt đi thầy. Okay. Thôi giờ thầy, thầy chốt đi, thầy chốt lại coi ngay quá trời. Đâu, lớp trưởng. Lớp trưởng nhắc lại ý kiến của thầy coi làm sao lớp trưởng. Thầy nhắc đi, thầy nhắc chính xác, em nhắc lỡ không. À, đúng ý thầy còn sao. Nãy giờ thì thấy em ý kiến nhiều quá, thầy sợ thầy gây ý kiến của thầy làm ít lòng em nữa. Em đi ý kiến em đi. Đâu nãy em nói là thầy ý thầy sao em vậy? À, lẹ đi thầy với bạn ơi, đó bụng rồi, chưa gặp rồi. Trời ơi, còn đi ăn nữa. Chịu đi ăn chị lẹ đi. Còn em nhóc ở nhà. Còn đi quay top top nữa nè. Trời ơi. Thì như vậy đó. Thầy nói như trên. Tức okay, là như thầy nào thầy? Okay, thầy nha. Quay chốt lại một câu đi cho tụi nó yên tâm đi thầy. Giùm em đi thầy ơi. Em là so thùng sụp thùng sụp thùng sụp trong thầy nói nhau lên em giàu lắm rồi. Rồi bây giờ thì mình cứ thực hiện theo những lời thầy nãy giờ thì vừa sinh hoạt cho mấy em ha. Bây giờ lớp mình tiếp tục bài học cuối cùng của chúng ta hôm nay. Ủa em tưởng đi về. Dạ vậy học đi ạ. À. Em muốn về hả? Về đi. Thầy dạ thôi ạ. À. Thôi học đi các bạn ơi. Học nha. Dạ tư phẩm của em hết rồi thầy. Tình huống của em hết rồi.